Em không coi chừng cái môn thì ta xem là cái doanh nghiệp của mình đang mắc cái bệnh gì, Dạ mắc vâng. bệnh gì và mắc bệnh ở chỗ nào đó. Thì khi mà biết bệnh ở chỗ nào rồi thì bắt đầu mới tiến đến vào phong thủy, thì bắt đầu kết hợp với dùng vào phong thủy chữa cái bệnh đó nha. Dạ vâng. Được không? Vâng, Thì đấy là mảnh đất mà em đang đặt trụ sở văn phòng của công ty ạ. là mình đang đặt trụ sở văn phòng công ty, nếu mà cả cái mảnh đất tao vẽ là của anh luôn. Dạ vâng ạ. Anh đi gió bên này về nhiều hay bên này về nhiều? Có những lúc thì gió ở hướng nam về nhiều đấy. Hướng nam tây này, Vâng. hướng gió tây nam này, sau thẳng bắc cho chú bạn vẽ cũng được. Anh ngồi làm việc, anh ngồi chỗ nào? Em ngồi ở cái phòng kế bên cạnh, phía bên tay phải của cái góc khôn tây nam ấy ạ. Ở bên cạnh đấy nó còn một cái phòng nữa. À bên này còn một cái phòng nữa. Dạ vâng ạ. Đi đi bên nào khác, đi ở cửa khác Hết à? toàn ở chỗ ngoài đường vào hết ạ, không ăn chung khí ạ. Lĩnh vực anh hoạt động là lĩnh vực gì đấy? Em là chuyên lĩnh vực về cơ khí, chuyên phục vụ cung cấp dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa thiết bị cho các dây chuyền sản xuất, đặc biệt là các nhà máy xi măng. Vâng. Cái cửa phòng giám đốc anh hay bảo Cửa phòng của em khi em vào làm việc thì thường xuyên đóng. cửa sổ anh bảo Cửa sổ cũng không ạ. à điều hòa em bật điều hòa. Vâng. Diện tích cái phòng này là bao nhiêu? Làm sáu sáu nhân cả 30 m². Cái phòng này không có cửa sổ anh. Nó có cái cửa sổ ở phía chỗ cung chỗ phương vị khôn đấy ạ. Ngoài ra phía sau có cửa sổ nào không? Ở phía sau không được. Cái sau lưng anh ngồi tây bắc anh nói ra đó là bên đấy nó là đường rồi đúng không? Bên đấy là đất nhà mình đúng không? Vâng ạ, phía tây bắc của nhà em thì chiếu ra xa thì nó lại là nhà vệ sinh với lại khu nhà Rồi. bếp. Vâng. Cái phần kế toán tài chính thì đang ngồi chỗ nào không? Phòng tài chính kế toán là cái ô sau cùng của cái tòa nhà văn phòng đấy ạ, của cái dãy văn phòng, cái Chỗ ô này là sau cái chỗ này là cùng. cái bắc đúng không? Vâng ạ. Và sau này cũng không có cửa luôn, từ điều hòa hết luôn. Vâng. Mình bước vào trận kỳ môn nhé. Anh toàn được không ạ? Vâng, anh toàn đây, anh toàn sinh năm bao nhiêu? Dạ em sinh năm 1979 ạ. Anh toàn 1979. Vâng. Anh toàn 1979. Làm người cơ khí, bảo dưỡng cơ khí đúng Dạ vâng ạ. không? Anh nói xem về công việc của mình nhé, đúng không? Dạ vâng ạ. Xem tình công việc của mình. Xỉu Dũng chiếu cho chúng ta xỉu. Bây giờ mình sẽ không có giận kỳ môn đấy, mình sẽ trao Dạ. đổi về cái tình hình công việc của doanh nghiệp của anh, Dạ vâng. tình hình công việc của doanh nghiệp của anh. Đấy, sau đó thì từ cái tình hình trận kỳ môn đó thì thông qua đó thì ta sẽ kết hợp ta xử lý phong thủy. Nghĩa là ta thông qua trận kỳ môn thì ta xem là cái doanh nghiệp của mình đang mắc cái bệnh gì, Dạ mắc vâng. bệnh gì và mắc bệnh ở chỗ nào đó. Thì khi mà biết bệnh ở chỗ nào rồi thì bắt đầu mới tiến đến vào phong thủy, thì bắt đầu kết hợp với dùng cả phong thủy chữa cái bệnh đó nha. Dạ vâng. Đấy. Thứ nhất là về công việc của mình ấy. Công việc của mình thì đó là khai sử dụng khai môn làm công việc. Thì khai môn nó kim, kim mà trên đây nó vào cung ly hỏa. Khai môn kim mà vào cung ly hỏa thì anh hình thì đấy là cái công việc của mình nó bị khác, nó bị khác nhé. Khi mà hình dung là cái công việc mình nó bị áp bức, nó bị khác ấy, thì mình hình dung là cái công việc này nó đang có một cái áp lực kinh khủng khiếp, và cái áp lực kinh công việc kinh khủng khiếp trên nó lại có bạch hổ nữa. À, không những áp lực kinh khủng khiếp mà có bạch hổ thì nó là gì, tranh giành đấu đá với nhau. À, đấy là công việc đấy, tranh giành đấu đá với nhau.
Đấy, dưới là bạn có lại thêm nhận tình nữa. Đấy, quan trọng, công việc quan trọng. Nha. Vừa áp lực này, đấy, vừa đối đá nhau này. Đấy, vừa là việc quan trọng. Nha. Đấy. Thế nhưng, bình tĩnh thôi. Bởi vì, ở đây nó có liên kết bình, là cấu trúc trận rất là đẹp. Thì, trước sau thì nó có thoát, nó sẽ rất là ok. Nha. Chứ không phải là nó nhìn không nhìn thấy nó thoát. Nhưng chỉ là bao giờ nó thoát thôi, thì tí nữa mình sẽ tìm giải pháp để bao giờ nó thoát. Cái tiếp theo bản chất là doanh nghiệp, đã là bên doanh nghiệp ấy, thì mình phải nói đến vấn đề tiếp theo, đó là lợi nhuận, đúng không? Vâng. Thì cái hai môn này nó khác cái sinh môn lợi nhuận, nó khác cái sinh môn lợi nhuận. Đấy, nó khác sinh môn lợi nhuận. Và mình ở cái vị trí thổ sinh kim nữa, thì mình lại sinh ra lợi nhuận chứ không phải lợi nhuận sinh cho mình hay tiền vào với mình, nên lợi nhuận rất ít và thấp. Đó. Lợi nhuận rất ít và thấp. Đấy. Thế tiếp theo hỏi, bây giờ mình có tiền không? Bây giờ mình có tiền không? Bây giờ không? Bây giờ mọi người làm ở đây rồi, mọi người bị nhuế, mọi người bị nhuế mà có đốt môn này, có đốt môn này. Thì bây giờ tiền nó đang bị ra ở một chỗ nào đó rồi, còn mình khác khó không có được ra được. Nha. Tiền nó bị ra bây giờ không biết ra được đâu. Nên là tôi cứ đi bất tâm tính chuyện này ra thì ta mới giải pháp khác. Nhưng mà hiện nay là bây giờ hết được tiền ra rồi. Xin lỗi mình không lấy được tiền ra rồi. Tiếp theo. Nhân sự như thế nào nhé? Nhân sự như thế nào? Thì bản thân anh ấy và nhân sự cấp dưới thì lại rất ok. Mình và nhân sự cấp dưới thì rất ok, bởi vì tại sao? Bởi vì ban ngày và ban giờ nó đồng cung. Nên là dường như là thường dạng là anh em cùng nhau chiến đấu. Cùng nhau chiến đấu. Nhưng mà có một cái này này. Có một cái này này là anh phải lưu ý cho này. Là bản chất anh ấy thì là sinh dưỡng cho cái ông quản lý cấp trung. Dưỡng cho quản lý cấp trung. Nhưng mà cái ông quản lý cấp trung đó, ông quản lý cấp trung đó, thì với mình ấy, thì chưa ok đâu. Với nhân viên của anh có vấn đề nhé, nhưng với quản lý cấp trung của anh là có vấn đề. Vâng. Cái quản lý giữa anh ấy, giữa anh ấy, Đúng không? Đấy, thủy sinh mộc nhưng mộc nó lại khác kỷ. Đấy, thì nhìn vào thì giữa họ với công việc này thì họ rất là cảm tâm công việc, nhưng mà cái kết quả làm của họ nó không ok một tí nào luôn, không ok một tí nào luôn. Họ sinh cho công việc. Đấy, công việc thì sinh cho anh thì sinh cho lợi nhuận, nên là đó là một cái vòng quay đuổi. Vòng quay đuổi với doanh nghiệp như thế là bắt đầu vòng quay đuổi, bắt đầu rất là lao lực mà không có kết quả. Đấy, thì mình nhìn được là góc độ tốc độ về doanh nghiệp đang như thế nào này, tốc độ về lợi nhuận này, tốc độ về tài chính này, tốc độ về nhân sự này. Đấy, còn vấn đề gì công ty muốn hỏi nữa không? Có thể là trả lời được hết. Em muốn hỏi là nếu như em muốn phát triển mở rộng ngành nghề thì liệu có ổn không ở đây? Cái ngành nghề này hả? Thêm ngành nghề thương mại nữa. Thương mại? Dạ vâng. Thêm ngành nghề thương mại mua bán thương mại liên quan đến sản phẩm gì? Sản phẩm cũng là sản phẩm cơ khí để cung cấp vào cho các nhà máy đấy. Cũng là sản phẩm như thế này thôi thì. Dạ bằng.
Thực ra thì như thế này, nếu anh phát triển trên tất cả các nền tảng mà anh đang làm thì chắc chắn thành công. Bởi vì cái công việc này này hiện tại nó chưa tốt, nhưng mà nó đang là cái công việc, cái thai mô để nó sinh cho kỷ của anh này, nó kỷ cho anh này, nó sinh ra cho anh. Nên là cái công việc này đang rất phù hợp với anh. Nên nếu phát triển ngành nghề thì phát triển định hướng bám theo nó, đi theo nó. Vâng. Đi theo đó thì kiểu những tháng. Bởi vì tại sao nữa? Bởi vì bản chất là quay về cái công của anh. Tôi lấy là tất cả nói về nhân viên rồi, nói về công việc rồi, nhưng chưa nói về anh. Vâng. Thì bản chất ấy, hiện nay ấy, anh vẫn là người có tiền không chọn đâu. Có điều là mẫu nó đang làm một chỗ thôi, chứ không phải là không có tiền nha. Anh vẫn có tiền, bởi vì anh có kỷ ở vị trí đó, nó là vị trí quan đới, một vực quan đới. Đấy, không nhiều nhưng có, không sợ. Cái thứ hai kỷ trên mẫu, có chúc trận hoặc tuyển mộ thanh long. Là có chúc trận rất là đẹp. Câu chuyện đẹp, chỉ là bây giờ như thế này này. Do những cái đồng biến nó tấn ra nhanh quá, nên là bản thân có chơi, có biển vũ này. Nên bản thân anh đã bị hoang mang thôi. Hoang mang thôi. Chỉ cần bây giờ là xác lập lại bước đi thôi, đúng không? Đào bạn đúng không? Chỉ là hoang mang, bị hoang mang, mình nghĩ là chỉ cần xác lập lại bước đi là xong hết. Nhưng mà trận của anh, kinh nghiệm của anh không vấn đề gì cả. Chỉ là bây giờ mình tìm lại cái cách đi cho đúng. Và bản thân mình định hướng lại thôi. Đấy. Thì bây giờ mới chuyển sang và tìm hiểu là cái bộ quy trình và kế hoạch của anh như thế nào. Thì cái cảnh ngô đây này, cảnh ngô ở đây này, cái bộ quy trình và kế hoạch của anh nó hoàn toàn nó không có gì luôn. Ở đây nó có hàng xà. Nên là cái kế hoạch của anh ấy, trong đầu ấy, nó loạn là nó không có một cái cụ thể là gì cả. Nó không có quy trình như thế nào, nó không có kế hoạch nào, bởi vì nó có trên đàn xài cả. Và nó có câu chúc trợ là quý trên đinh nữa. Quý trên đinh nữa. Đó. Quý trên đinh nữa, đàn xài yêu kiêu. Nghĩa là bản thân là cứ làm xong lại bỏ, làm xong lại bỏ, làm xong lại bỏ. Nó không ổn, ổn. Nên cái kế hoạch của anh ấy. Dạ vâng. Đấy. Bây giờ thì vấn đề là mình biết nỗi nào đâu rồi, thì mình giải quyết nó dễ lắm mà. Dạ. Không có gì cả, lại có hưu mô ở trên nữa. Nhiều không phải vợ, nhưng mà có nó cũng không sợ. Không sợ gì hết. Nha. Thế nói lại là về doanh nghiệp thì như thế này. Không có trận thì biết rằng là không hỏng được. Doanh nghiệp này không hỏng được. Doanh nghiệp này sẽ phát triển tốt. Bởi vì công việc là nó đúng rồi. Anh yên tâm là cái ngành nghề anh chọn là đúng rồi. Không sai. Nha. Có phát triển gì thì phát triển đúng theo ngành nghề. Vâng. Tiếp theo là về công việc. Thì hiện nay nó đang có sự cạnh tranh. Nó chậm lại. Nhưng mà tương lai của anh thì không bị sao cả, nhé. Bởi vì công việc vẫn xin cho anh. Lợi nhuận hiện nay có tí xíu rồi, mà tiền bạc thì đang trôi một chỗ rồi. Đó. Nhân sự thì mới cấp dưới, cấp công nhân đấy, thì mình với công nhân làm được, nhưng với quản lý cấp trên ấy thì đang không được ok đó. Thì tí mình tập trung xử lý cho nó. Đấy. Mình thì suy nghĩ ok, cố gắng chiến lược thì không có. Đấy. Nếu có đúng như thế không, đúng thế có thể là sẽ tiếp không nghỉ. Vâng, nó đúng như thế thầy ạ. Đúng như thế luôn này. Em cũng là muốn chuyển đổi số nhưng mà cứ chạy quanh nhưng vẫn chưa xong. Đây là sau này người đại với đại nam nhé. Rồi xong bây giờ xong bài toán đây kỳ môn rồi, bây giờ đến bài toán phong thủy thì bây giờ chúng ta chữa với vấn đề sau. Một là chữa vấn đề là thông về đường lối, cái thứ hai là giải pháp về tài chính nó phải thông suốt. Cái thứ ba là vị trí cho cái đồng chí nhân sự đó ngồi cho nó tốt để làm việc cho tốt đó. Mấy vị trí đó bây giờ bỏ cái tập trung hôm đi cho chú cái ảnh của vị trí giám đốc đây là con lên trước. Bây giờ đầu tiên cái vị trí của anh nhá. Dạ. Thì đúng là ngồi như thế này ấy, thì công việc nó không ổn định được, nó không nhiều việc. Vì sao? Cái vị trí của ông này ngồi rất khỏe, đúng như cái vị trí của ông ấy không vấn đề gì, chỉ có suy nghĩ đi cho ngồi góc này là ngồi góc chết. Bởi vì tại sao? Bởi vì nó không có khí nó thông nha. Cái này nó không có khí thông này, không có khí thông này, cho nên là góc này là góc chết. Là gì lắm được. Cái thứ hai là ngồi đây và chú ra đây thì nó là lưu quan, nên tôi gọi đầu vào nó không tốt, cũng đúng, không sao nha. Không sao. Đấy. Còn nếu mà để nguyên cửa sổ này mà mở thì nó lại phải tạo khí, cả hai cái cửa đều tạo khí. Thì tí nữa mình sẽ tính câu chuyện mình điều chỉnh nha. Rồi. Đấy.
Đấy, vị trí này. Thì bây giờ đầu tiên sửa cái này đi sau. Sửa cái này đi sau. Thì tới đây này. Anh thử chuyển đi tuổi về đây nhá. Xong đưa cái lập về đây này. Về cái mép bàn này. Không chứa cái này. Mà tất cả cái kính đạo không chọn cái này. Là cái cửa này đúng. Vâng. Đấy, cái cửa thì rất dễ rồi đúng không? Là vâng. Đấy. Đấy. Thì lúc đó hai cái cửa sổ hai đi. Cửa về mẹ cũng đó đấy. Vâng. Đấy. Nhưng mà nó phải thông tại vì sao? Tại vì sao thì anh phải mở cái cửa sổ chỗ này. Anh có hiểu cửa sổ chỗ này không? À, em có thể là mở cửa hút gió lên trên trần được không hả thầy? Bên đấy là bếp vệ sinh à? À, bên đấy là có một cái phòng ở của công nhân, cho nên là chuyển sang bên đấy thì lại chưa vào phòng. Anh mở lên cho em nhé. Dạ. Mở lên cho em. Thì anh nhìn luôn ạ. Anh bên phải có cửa chỗ này này. Anh mở cái cửa này một qua cho em. Chỗ này. Vào chia cùng nhau thì vẫn mở đi nhé. Vâng. Đấy, lúc này, đúng không? Đấy, dạ. Đấy, lúc này, lúc này, vâng. Tôi nghe. Dạ. Ok. Tắt cái này xong. Cái cửa này bây giờ nó đặt khí rồi. Nó đặt khí rồi bây giờ như thế này. Anh đóng cái này vào. Bảo cái bên này thôi. Vâng. Chốt ạ. Bảo nguyên cái bên đấy thôi. Nha. Tiếp theo là anh điều tất cả. Anh mở mở cho tiếp một chỗ này này. Anh mở tiếp trong cái đường trong cái ô thông khí đây nhá. À, lên trên đất đây này. Anh đi nhập vào ạ. Vào đây. Sau khi bảo cái cửa đi về bên này này. Hoặc vào bên giữa vào. Và anh cho tất cả các đồng chí mà anh cần quan tâm hết. Anh đưa về hết chỗ này. Cho em ngồi đây. Vâng, đưa hết vào Tây và Tây Bắc ạ. Được rồi. Những cái chỗ quan trọng cho anh phải không thể đi hết được. Không thể nhét hết đi vào đấy được. Vâng, dạ. Cái vị trí nào cái bảo mình trao đổi thì đưa về đây nhé. Dạ vâng. Đấy, đóng cửa này đưa vào đây. Được chưa? Bên này không mở được cửa sổ không? Ừ, bên đấy mở được kìa. Mở cửa sổ đi. Thì mở một loạt cửa dây thứ hai nhé. Vâng. Là từ đây này. Từ đây này. Từ giữa não sang giữa tối nhé. Anh yêu chưa? Vâng. Dây thứ hai. Xong là thì mình từ đây đây này. Thì mình không đặt được ở bên ngoài thầy ạ. Bên đấy là đường à? À, bên đấy là giáp đất với hàng xóm thì dư có một xíu xíu thôi ạ. Còn bao nhiêu phân? À, khoảng 30 phân. Vâng, thế thì anh đút cho mở thẳng ở giữa này nhé. Một cái cửa thứ hai. À, dài khoảng 2 mét. Ở bắc nhé. Dạ, dạ. Ở bắc nhé, tôi lấy sang sát chỉ. Lấy từ giữa quý sang đơn tí này này. Anh đưa bên ngoài để cho nó vào cái cửa chữ A chứ đừng đưa vào cửa sổ. Mở cửa sổ ngang nghe có gió nó đẩy vào nghe. Vâng vâng. Không nó không qua nước mà đây đây. Nghe cái đường không khí này và đường không khí này. Ai được? Ai được? Đây là tất cả mọi việc giải quyết xong. Nhà em có cái nhà vệ sinh ở kinh tế Bắc một chiếu sang xa đấy thì có vấn đề gì không phải thầy? Xa là bao nhiêu xa? Ờ, nó vào khoảng nếu như tính từ tâm nhà văn phòng sang đến đấy khoảng 30 mét. Không sao. Không sao. Vì ở Ninh Bình đó thì bắt quá ít mà. Đã bảo. Cần thiết thì anh dùng cái gì in trắng á? Tổng cái hàng cơ in trắng á? À, dạ bảo. Ừ. Tổng cái hàng PT đó trắng là xong. Ok, thỏa mãn với anh. Vâng, em cảm ơn thầy. Dạ.
Dạ vâng. Đẹp nhá, tốt vấn đề của anh như thế nhá. Cố gắng tập trung vào mấy vấn đề đó thì tự nhiên là cái đầu vào công việc của mình khi mình chỉ đúng cửa thì đầu vào công việc nó sẽ có giống như bên kia rồi. Đấy, cái sự cạnh tranh nó sẽ không còn nữa, không còn khốc liệt nữa. Cái thứ hai là quan trọng là khi mà mình đang ở trong cái môi trường bí bách ấy, thì tiền của mình tại sao nó nằm một chỗ, nó bị chết một chỗ, bởi vì nó bị bí bách, nó bị như thế mà. Thì mình đang làm giải pháp thông khí để giải quyết vấn đề đó. Và với lại nhân sự mình cho nó ngồi đúng và anh em nó ngồi đúng qua là xong. À, chúc anh thành công, chúc doanh nghiệp phát triển nhé. Vâng, em cảm ơn thầy. Xin phép tắt máy nhé anh nhé. Tắt máy điện này anh vẫn ngồi lên bình thường. Cảm ơn anh. Vâng, em cảm ơn thầy nhiều.